Financial Times vừa có một bài viết ca ngợi cách chống dịch kiểu con nhà nghèo của Việt Nam. Bài viết có nhan đề Việt Nam's Coronavirus Test Offensive Wins Praise for Low Cost Model của hai tác giả John Reed in Bangkok và Pham Hai Trung in Hanoi có lẽ đã làm cho độc giả thế giới thầm ước mình là người Việt Nam trong cuộc chiến này. Bài viết khởi đầu, khi gần như toàn bộ 96 triệu người dân Việt Nam còn đang ăn mừng Tết Nguyên đán, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc họp với chính phủ đã tuyên bố mở cuộc chiến chống virus corona. Dịch bệnh khi ấy đang bùng phát tại Trung Quốc và ông Phúc cảnh báo, nó sẽ sớm lây lan tới Việt Nam. Với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, bao đời của ông cha, ông Phúc tuyên bố vào cuối tháng Giêng, chiến đấu với đại dịch như chiến đấu với kẻ thù. Và cũng từ hôm đó, Việt Nam đã quyết liệt đi theo một mô hình chiến đấu kiểu con nhà nghèo, với những nguồn lực hạn chế, nhưng với sự lãnh đạo đầy quyết tâm và xuyên suốt từ trên xuống dưới. Không tiến hành xét nghiệm hàng loạt, cách mà một Hàn Quốc giàu có đã làm khi xảy ra dịch, Việt Nam chuyển sự tập trung sang cô lập các ca nhiễm, rồi lần theo vệt di chuyển của những người này, để tìm ra các đối tượng đã tiếp xúc trực tiếp với họ. Một nhân vật rất đáng chú ý trong đại chiến dịch này là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế Công cộng, Bộ Y tế, một cơ quan ngang với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ. Ông vừa trả lời một bài rất dài và chi tiết cho Soha. Ông Phu nói, thử nghiệm hàng loạt thì tốt, nhưng nó phụ thuộc vào nguồn lực của mỗi quốc gia. Điều quan trọng là tìm ra những người có thể đã tiếp xúc với người nhiễm, hoặc những người trở về từ vùng dịch và xét nghiệm trên những người này. Ông Phu nói ngành y tế tập trung vào dịch đã đành rồi, các ngành như công an, quân đội, truyền thông, ngoại giao, đều sắn tay vào. Tất cả những nội dung công việc mà WHO mong muốn hay khuyến nghị chính phủ các nước khi tuyên bố đại dịch thì chúng ta đều đã thực hiện từ trước. Bên cạnh việc truy lùng gắt gao những người tiếp xúc với bệnh nhân, Việt Nam còn dựng nên những khu cách ly với sự tham gia hỗ trợ của các sinh viên y khoa và các y bác sĩ đã nghỉ hưu. Cather, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales Canberra, nói, Việt Nam có một xã hội sẵn sàng hành động. Sự lãnh đạo độc nhất của Đảng giúp họ có khả năng huy động toàn bộ lực lượng an ninh và y tế cộng đồng, việc này rất hữu ích trong đối phó với dịch bệnh. Lần đầu tiên, ta thấy cụm từ ngỡ, như chỉ dùng trong chiến dịch tuyên truyền như huy động khối đại đoàn kết toàn dân, có ý nghĩa thực tiễn như vậy. Khả năng tuyên truyền xuất sắc cũng được phát huy triệt để. Thay cho những ca khúc như Pháo Anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, chúng ta thấy nhiều ca khúc hit đều được chuyển hóa sang phiên bản chống dịch như Gen Covi hay mới đây là bản Việt Nam ơi. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết vừa ra ông bà anh phiên bản cải lương. Các video chính thức hoặc chế lại với mục đích tuyên truyền có độ viral cao. Các tờ báo lớn nhất nước dành gần như toàn bộ thời lượng để cập nhật tình hình dịch, kết hợp tuyên truyền, giáo dục, kêu gọi, điều rất khó ở các xã hội phương Tây. Hệ thống y tế công bỗng trở nên ưu việt hẳn so với hệ thống y tế được thiết kế phù hợp với việc điều trị của phương Tây. Ông Phu nói với Soha, thành phần chính của các nền y tế đó là bệnh viện tư nhân, mà tư nhân thì người ta có quyền lựa chọn vào cuộc hay không. Vì tham gia chống dịch nghĩa là họ phải hy sinh rất nhiều quyền lợi cá nhân để phục vụ cộng đồng. Nên dù có vào cuộc thì phản xạ của họ thường chậm hơn so với diễn biến của dịch. Mình từ xưa đến nay lại khác, rất quan tâm xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, những yếu tố rất quan trọng để hỗ trợ phòng dịch. Hôm nay, chính phủ Tây Ban Nha phát hiện ra ở một vài nơi, người ta đã hy sinh những người già để ưu tiên cứu những người trẻ. Khái niệm vô nhân miễn dịch cộng đồng được nhắc lại rất nhiều thời gian qua. Ông Phu khẳng định Việt Nam chưa từng nghĩ đến phương án ấy. Ông nói, tôi đồng ý rằng khi số người mắc đạt mức cao đỉnh điểm trong một cộng đồng, thì cộng đồng đó có thể có miễn dịch. Nhưng trả giá cho miễn dịch cộng đồng tự nhiên, như thế này là một sự đánh đổi phi lý, thậm chí là phi nhân tính. Ở Việt Nam, chiến đấu chống dịch bệnh trên tinh thần, không một ai bị bỏ lại. Những quyết sách của nhà nước cho đến lúc này là rất nhanh và quyết liệt. Cuối tuần qua, Việt Nam áp dụng chế độ cách ly 14 ngày cho tất cả những ai từ nước ngoài trở về, đồng thời tạm ngưng cấp visa cho các quốc gia khác. Phó giáo sư, tiến sĩ Phu nói, chúng ta thật sự đã huy động mọi nguồn lực có thể để đấu với dịch bệnh. Việc tìm ra những ca nhiễm mới và cách ly họ mang yếu tố sống còn. Việt Nam hiện đã ghi nhận 123 ca dương tính và chưa có ai phải tử vong vì bệnh. Nhiễm gần đây chủ yếu đến từ làn sóng thứ hai, với những người từ nước ngoài trở về. Đến ngày 20 tháng 3, Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm trên 15.637 người, một con số quá nhỏ bé nếu so với con số 338.000 trong cùng thời gian của Hàn Quốc. Số ca nhiễm thật sự ở Việt Nam có thể cao hơn thông số chính thức một chút do độ trễ của thông tin, nhưng phản ứng của Việt Nam cho đến lúc này vẫn vô cùng ấn tượng. Đầu tiên, dừng hết mọi chuyến bay đến và đi Trung Quốc từ ngày 1 tháng 2, các trường học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được đóng cửa, sau đó đến lượt các tỉnh thành khác. Việc không phải đưa rước con em đi học lập tức làm giảm tải giao thông, ngăn ngừa đáng kể những đám đông chờ con trước cổng trường hàng ngày, và pha loãng khả năng lây nhiễm. Ngày 13 tháng 2, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên sau Trung Quốc tiến hành cách ly cả một thành phố.
Vĩnh Phúc với hơn 10.000 dân được tiến hành phong tỏa 21 ngày sau khi nhiều công nhân từ Vũ Hán trở về đây. Trong lúc Thái Lan bị chỉ trích vì phản ứng ngớ ngẩn với dịch bệnh, Myanmar tự tin tuyên bố dịch không chạm được đến mình lập tức phát hiện ra ngay 2 ca vào thứ hai đầu tuần. Phản ứng của Việt Nam đã được các quan chức về y tế thế giới khen ngợi. Ki Jong Park, đại diện của WHO tại Hà Nội, ca ngợi Việt Nam về tính chủ động và nhất quán trong suốt quá trình chống dịch. Tuy nhiên, thành công của Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19 phụ thuộc lớn vào sự huy động toàn lực của y tế và quân sự, của hệ thống thông tin rộng khắp trong nhân dân, điều mà các xã hội Mỹ và châu Âu không làm được. Người ta nói sau khi đại dịch này qua đi, rất nhiều quan niệm trên thế giới sẽ phải thay đổi. Chẳng hạn, các nước xã hội chủ nghĩa lại ứng phó tốt với dịch bệnh và rõ ràng nhân đạo hơn hẳn các xã hội tư bản. Gần như ngày nào, người dân Việt Nam cũng nhận được tin nhắn từ Ủy ban Nhân dân địa phương, Bộ Y tế và mới đây là từ Thủ tướng Chính phủ. Ở một quốc gia gần như đã phổ cập điện thoại, không một ai là không biết đến sự hiện diện của dịch bệnh và tất cả đều trong trạng thái hết sức cảnh giác. Bên cạnh những bài hát viral, chúng ta còn có những poster, băng rôn, biểu ngữ có tính cảnh báo và kêu gọi rất cao. Mới đây nhất là khẩu hiệu, ở nhà là yêu nước. Tất nhiên, chúng ta vẫn đang bị đe dọa bởi fake news, trong bối cảnh mọi người cứ tập trung vào điện thoại, cứ căng thẳng, sợ hãi và không còn sự tỉnh táo để phân biệt đâu là tin giả nữa. Nhưng công an cũng đã kịp mời khoảng 800 đối tượng lên phường uống trà và phạt nặng vì tội tung tin giả. Tình làng nghĩa xóm và máu thịt tám của người Việt Nam cũng giúp ích rất nhiều trong mấy tháng qua. Vì bất kỳ ai từ xa đi về, bất kỳ người nước ngoài nào xuất hiện trong khu vực, hàng xóm họ đều biết và báo ngay cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tình hình diễn biến dịch của thế giới đang trở nên quá phức tạp. Từ duy nhất một ổ dịch là Trung Quốc, virus đã hiện diện ở 192 quốc gia và bất kỳ một sự chủ quan nào cũng có thể khiến ta trả giá. Và ở giai đoạn 2 này, sự cảnh giác phải tăng gấp đôi, nguồn lực huy động phải tăng gấp bội. Quân đội đảm nhiệm cách ly, y tế phụ trách chuyên môn. Nếu bạn nghĩ một ngày cách ly của mình quá tẻ nhạt, nếu bạn cho rằng điều kiện ở các khu cách ly quá thấp, hãy nghĩ đến những con người suốt một tháng qua phải sống xa gia đình, mạo hiểm lao vào những khu vực nguy hiểm, ngủ trên những sàn nhà tạm bợ mà không được nhận hoặc nhận thêm một đồng lương nào, mà vẫn hoàn thành nghiêm túc công việc được giao. Chế độ ăn uống của những người trong khu cách ly được đảm bảo ngang với chế độ của quân nhân. Nếu như chính phủ đang quyết liệt chống dịch như trong thời chiến, thiết nghĩ chúng ta hãy cố ứng xử với dịch bệnh này như một người chiến đấu. Hãy nghĩ về những tình nguyện viên, những người không biết đêm ngày, làm tất cả những gì có thể làm, và đặt mình vào thế đứng cùng chiến hào với họ. Bình luận về bài báo trên, một số Facebooker cho rằng, ở những nơi mà hóa đơn thu tiền chữa COVID-19 đã lên tới vài nghìn đô, toàn bộ công tác chữa bệnh ở Việt Nam đều miễn phí. Tinh thần tương thân tương ái của Việt Nam phát huy triệt để, với những tin nhắn chuyển khoản gửi ra tuyến đầu. Việt Nam vẫn đang chống dịch đúng kiểu con nhà nghèo. Nhưng nhiều người lẽ đang ước mơ chính phủ của họ cũng có sự ý thức và quyết liệt ngay từ đầu như Việt Nam. Ở một quốc gia đã mười mấy bận đánh bại Trung Quốc, ba lần đánh tan đế quốc Nguyên Mông, đã đánh bại Pháp, Mỹ, Nhật, rồi chúng ta sẽ đánh bại Corona với tinh thần chống dịch như đánh giặc. Bằng cách nào? Bằng chính cách đã hạ những đế quốc hùng mạnh ấy, cảnh giác, quyết tâm và làm mọi thứ cùng nhau. Cứ nhìn qua Ý, Tây Ban Nha, sẽ thấy được kết quả, nếu chúng ta không có biện pháp đối phó để ngăn chặn sự lây nhiễm, như họ bây giờ sức khỏe tính mạng của bất cứ ai cũng có thể bị đe dọa, kinh tế văn hóa giáo dục du lịch, đều đóng băng cùng với đất nước họ. Nguồn, https://www